Ok, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục clip làm clip review cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào. Ok, hiện giờ là 6 giờ chiều bạn. Đấy, mình đã làm xong tất cả việc nhà rồi nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi. Nhưng nghỉ dịch này chả làm được gì cho nên làm việc nhà hộ bố mẹ, chứ đừng có ngồi đấy ra mà ấn điện thoại với chơi game nhá. Ok, bây giờ mình sẽ lên tầng này và dọn phòng mình đã. Phòng mình thì hơi bẩn anh em ạ. Dọn đi cho nó sạch các bạn nhé. Thật sự rất bẩn luôn. Wow, tối không anh em ơi? Đấy, bật điện sáng ngay, có gì đâu. Đây là phòng của mình các bạn nhé. Đấy, mình sẽ mở cửa sổ ra các bạn. Đấy, mở cửa sổ ra cho mát, đó là quét thôi. Đầu tiên làm gì cứ phải làm đó, chúng ta phải quét nhà đấy. Phòng mình khá là bừa bộn nhá. Mình sẽ sắp xếp và bố trí chúng lại cho nó thật là hợp lý luôn anh em. Gầm giường khi nào quét sau bạn nhá. Thật sự cái gầm giường bẩn, đầu năm mình cũng chưa quét. Đấy, à đâu, đầu năm mình cũng làm rồi bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ quét cái này đi nhá. Đây, quét đi. Quét. Trong phòng mình, mặc dù phòng nhỏ nhưng mà khá nhiều bụi các bạn nhé. Đấy, thảm này, thảm giấy bụi ra. Thảm thì rất là nhiều bụi. Ok, vứt cái thảm qua một bên. Quét. Khá là nhiều bụi các bạn nhé, rất là nhiều bụi nhé. Đấy, rất phải quét thôi. Cuộc đời mà. Quét đi, quét đi. Đấy, quét và quét. Ok luôn các bạn nhé. Cứ phải quét đã. Làm hơi mệt đấy các bạn. À quên, hình như nãy mình quên chưa mang cái khăn lau lên đây để quét các bạn. Ok luôn đấy. Lau cái này đi á, quét cái này đi á. Đấy. Đấy. Ok luôn. Rực rỡ luôn các bạn ơi. Đấy, cuộc sống nó phải ăn nhà như thế. Tí nữa thay cái áo này nhá. Để đâu cứ trồ áo bùn thế là không được đâu. Đấy. Nãy giờ cũng khá là được nhiều thời gian này. Quét thôi mà, có gì đâu. Dễ như cháo ấy. Ok, cái nào rác mình sẽ bỏ hết ra nhá. Ui, bà mấy ra nhiều rác rồi anh ạ. Đấy, rất là bừa bộn nhá. Mình sẽ... mấy cái tăm bông này nó biết thằng nào vẫn lung tung thế này. Ờ, tự nhiên là của mình rồi. Đấy, cái cặp này, cái cặp thì để đâu nó sạch đi, đây thì sẽ để cái cặp đây nhé. Cho các bạn. Ui, mẹ, may mà vẫn cửa đấy. Cái tủ thì nhỏ. Cho cái tủ to vào luôn, từ từ thôi. Đấy, quét. Tiếp tục quét thôi bạn. Cứ phải từ từ đã. Đấy. Đấy, cuộc đời mà, cuộc sống nó không giống cuộc đời. Sống ở đời chúng ta vẫn chưa biết chuyện ai hơn ai đâu. Đấy. Ok luôn. Nãy giờ quét thì cũng khá là nhiều bụi bẩn các bạn. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ tháo cái quạt này ra tí các bạn nhé. Đấy, cái quạt này thì nó kiểu nó khá là bẩn các bạn. Được rồi. Okay. Tí nữa mình nên lau cái quạt được các bạn nhé. Ok, clip của mình đến đây kết thúc.